thân mến, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lê Thị Thanh Hải là thành viên tổ nghiệp vụ bộ môn ngữ văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên và cô sẽ là người đồng hành cùng với tiết dạy của các em trong ngày hôm nay. Các em ạ, à, cùng với sự phát triển của xã hội thì tiếng Việt của chúng ta cũng không ngừng phát triển theo thời gian và để xem sự phát triển của tiếng Việt như thế nào, của từ vựng như thế nào, thì cô mời các em cùng tham gia cái tiết học ngày hôm nay. Và cô yêu cầu các em mở lấy giấy và lấy bút, lấy vở ra để các em ghi bài. Với bài sự phát triển của từ vựng này thì các em cần nắm được những cái mục tiêu của bài học nào. Thì các em quan sát lên trên bảng cho cô giáo. Về mục tiêu của bài học các em phải nắm được về kiến thức, các em phải hiểu được sự phát triển của từ vựng, phát triển cả về nghĩa và về số lượng. Và thứ hai, đó là về kỹ năng, thì các em phải có kỹ năng sử dụng từ chuẩn mực và đúng nghĩa, đúng hoàn cảnh giao tiếp và có kỹ năng tạo và sử dụng từ ngữ mới khi cần thiết. Và cái thứ ba, đó là về thái độ học tập, các em phải học tập tự giác, tích cực và trân trọng và tự hào về tiếng Việt và có ý thức trong việc mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. Về bài sự phát triển của từ vựng này thì các em đã được học trong ở những tiết học trước. Và đến tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn tập, củng cố và hệ thống hóa lại kiến thức cho các em. Các em có còn nhớ là sự phát triển của từ vựng của chúng ta được phát triển trên những phương diện nào không? Và ở đây, cô sẽ gợi nhớ lại cho các em nhớ lại kiến thức, sự phát triển của từ vựng của chúng ta phát triển trên hai phương diện, đó là phát triển về nghĩa và thứ hai là phát triển về số lượng. Về phát triển về nghĩa thì phát triển trên những phương diện nào? Thứ nhất, chúng ta thấy được đó là sự phát triển về biến đổi về nghĩa. Vậy biến đổi nghĩa là gì ạ? Biến đổi nghĩa là nghĩa cũ đã mất đi hoặc mờ đi để hình thành nên nghĩa mới. Và để minh chứng cho điều này thì cô cùng các em đi tìm hiểu ví dụ sau. Ví dụ 1, chúng ta tìm hiểu từ kinh tế trong câu bùa tay ôm chặt bầu kinh tế trích trong bài vào nhà ngục Quảng Đông Cảm Tác của tác giả Phan Bội Châu. Các em nhớ lại xem, ở chương trình ngữ văn 8, đây là bài trong chương trình ngữ văn 8, các em được học thì từ kinh tế này được dùng với nghĩa như nào? À, từ kinh tế ở đây, đó là từ viết tắt của cụm từ kinh bang tế thế ý nói là tư tưởng trị nước cứu đời nhưng ngày nay thì từ kinh tế có được dùng với nghĩa này nữa không ạ ngày nay chúng ta thấy từ kinh tế đã được hiểu là toàn bộ hoạt động của con người trong lao động sản xuất trao đổi phân phối và sử dụng của cải vật chất làm ra rõ ràng từ kinh tế nó đã bị mờ đi mà thay vào đó là chúng ta sử dụng theo nghĩa mới và để minh chứng và để rõ hơn nữa thì cô có ví dụ thứ hai đó là từ khuất tất từ khuất tất ở đây cái nghĩa gốc của nó là gì ạ? Cái nghĩa cũ của nó đó chính là quỳ gối. Nhưng từ quỳ gối ngày nay chúng ta cái nghĩa này nó đã bị mờ đi và thay vào đó là chúng ta thường sử dụng đó với nghĩa đó là chỉ một cái việc làm mờ ám và không rõ ràng. Tương tự như vậy, cô có ví dụ thứ ba, đó là từ đâm chiêu. Từ đâm chiêu ở đây nghĩa cũ của nó là gì các em có biết không? À, nghĩa cũ của nó đó là bên phải và bên bên trái. Ở đây ngày nay chúng ta còn sử dụng với nghĩa này nữa không ạ? À chúng ta vẫn sử dụng nhưng ở đây là số ít vì cái nghĩa này dần dần theo thời gian nó đã mờ đi. Ví dụ chúng ta thường sử dụng qua một cái câu nói dân gian đó là tay chiêu đập niêu không vỡ, có nghĩa là tay trái đập niêu không vỡ. Nhưng cái nghĩa này nó đã mờ đi rồi. Mà chúng ta cái tần số chúng ta sử dụng ít hơn mà thay vào đó là từ đâm chiêu chúng ta được sử dụng với một cái nghĩa mới đó là có vẻ đang băn khoăn, đang bận tâm suy nghĩ về một điều gì đó. Mà chúng ta thường hay trêu nhau là bạn nhìn gì mà có vẻ đăm chiêu thế? Đấy, chúng ta vẫn thường sử dụng những từ như thế. Vậy thì từ cái ba ví dụ, từ kinh tế, từ khuất tất, từ đăm chiêu này đã minh chứng cho chúng ta là có một số từ ngữ do sự phát triển của xã hội thì cái nghĩa cũ nó đã mất đi hoặc mờ đi và đã hình thành nên nghĩa mới. Và đây chính là sự biến đổi nghĩa của từ vậy thì bên cạnh sự biến đổi nghĩa của từ thì chúng ta còn có sự phát triển về nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ sang ý thứ hai đó là sự phát triển về nghĩa vậy thế nào là sự phát triển về nghĩa các em cùng quan sát với cô trên bảng phát triển về nghĩa có nghĩa là hình thành nên các nghĩa mới trên cơ sở nghĩa gốc của chúng nhưng chúng cùng tồn tại với nghĩa gốc và có quan hệ với nghĩa gốc và hiện tượng này người ta đã hình thành lên từ nhiều nghĩa. Vậy các em chú ý cho cô giáo sự phát triển về nghĩa và sự biến đổi nghĩa nó có sự khác nhau. Biến đổi nghĩa là nghĩa uh, nghĩa cũ nó đã mất đi hoặc mờ đi và tồn tại một cách độc lập với nghĩa mới bây giờ. Còn nghĩa phát triển về nghĩa là hình thành các nghĩa mới trên cơ sở của nghĩa gốc nhưng mà cùng tồn tại song song với nghĩa gốc và có quan hệ với nghĩa gốc. Vậy thì sự phát triển về nghĩa này phát triển trên phương diện nào nữa? Các em chú ý lên trên bảng. Chúng ta có hai phương thức chuyển nghĩa của từ, đó là phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Vậy về phương thức ẩn dụ, để minh chứng cho điều này thì cô có ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, đây là hai câu thơ nổi tiếng của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ở đây các em quan sát cho cô giáo có hai từ xuân mà cô tạm gọi đó là từ xuân 1 và từ xuân 2. Vậy thì trong hai từ xuân này, theo các em thì từ nào được sử dụng theo nghĩa gốc và từ nào được sử dụng theo nghĩa chuyển? Các em đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Vì đây là một cái bài tập rất là quen thuộc với các em. Vậy thì chúng ta thấy được rằng từ mùa xuân ở trong câu thơ thứ nhất nó là nghĩa gốc. Đó là chỉ một mùa trong năm, mùa đầu tiên của năm. Và đây là nghĩa gốc. Và từ nghĩa gốc này đã hình thành nên cái nghĩa chuyển đó là làm cho đất nước càng ngày càng xuân vậy xuân hai ở đây chính là nghĩa chuyển đó là chỉ sự phát triển tươi đẹp và hạnh phúc và có nghĩa là làm cho đất nước của chúng ta càng ngày càng tươi đẹp nên càng phát triển nên càng hạnh phúc hơn đó chính là nghĩa chuyển cũng tương tự như vậy cô có cái ví dụ thứ hai cũng là nghĩa của từ xuân và đây là chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ ví dụ thứ hai đó là gần xa nô nức Yến Anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân Và ngày xuân em hãy còn dài sót tình máu mủ thay lời nước non Đây là những câu thơ được trích trong một tác phẩm rất là nổi tiếng của tác giả Nguyễn Du Đó là tác phẩm truyện Kiều mà các em đã được học ở Trong chương trình ở kỳ 1 ngữ văn 9 Ở đây chúng ta lại quan sát cho cô giáo có hai từ xuân Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân Vậy thì từ chơi xuân ở đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ạ? À, các em đã có câu trả lời đúng không ạ? Từ chơi xuân ở đây, đó chính là được dùng theo nghĩa gốc. Cô cố tình đưa cái ví dụ này lên bởi vì trong trường hợp này, các em rất dễ nhầm với nghĩa gốc và nghĩa chuyển ở trong câu thơ này. Vậy từ xuân một trong câu thơ chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân đã được dùng theo nghĩa gốc. Và từ nghĩa gốc này thì chúng ta đã hình thành nên nghĩa chuyển, đó là ngày xuân em hãy còn dài. Vậy thì từ ngày xuân ở đây là nghĩa chuyển có nghĩa là chỉ tuổi trẻ và các em hãy nhớ lại đây là câu thơ là lời của ai không ạ đó là lời của cô thúy kiều nói với cô em đó là thúy vân ý nói rằng cái tuổi trẻ của em hãy còn dài em hãy thay chị để đền đáp nghĩa tình với chàng kim và cả hai từ xuân này rõ ràng chúng ta thấy rằng cùng một cái từ xuân là nghĩa gốc nhưng chúng ta đã thấy hình thành nên hai nghĩa chuyển nghĩa chuyển thứ nhất là chỉ sự tươi đẹp và nghĩ chuyển thứ hai đó là chỉ tuổi trẻ và đây chính là sự chuyển nghĩa của từ theo phương thức ẩn dụ vậy thì bên cạnh sự phát triển nghĩa theo phương thức ẩn dụ chúng ta còn phát triển nghĩa theo phương thức nào nữa thì chúng ta sang ý thứ hai chúng ta còn phát triển nghĩa theo phương thức hoán dụ và để chứng minh cho điều này thì cô có một ví dụ như sau Ví dụ, được lời như cởi tấm lòng dở kim thoa với khăn hồng trao tay cũng nhà hành viện xưa nay cũng phường bán thịt cũng tay buôn người đây cũng là những câu thơ được trích trong tác phẩm truyện kiều của tác giả nguyễn du kem chú ý cho cô giáo hai từ tay từ trao tay và thứ hai là từ uh, cụm tay cùng tay buôn người Vậy thì cô cũng gọi là tay 1 và tay 2. Các em chú ý cho cô giáo là trong hai từ tay này, từ tay nào được sử dụng với nghĩa gốc và từ tay nào được sử dụng với nghĩa chuyển? Các em có câu trả lời rồi đúng không ạ? Vậy từ ở đây giờ kim thoa với khăn hồng trao tay thì tay đây là nghĩa gốc là chỉ một bộ phận trên cơ thể con người từ vai cho đến các ngón tay và dùng để cầm và nắm và từ nghĩa gốc này chúng ta đã hình thành nên nghĩa chuyển đó là cũng phường bán thịt cũng tay buôn người vậy tay hai ở đây đó là người chuyên hoạt động về một nghề nào đó và cụ thể đây chúng ta thấy là nói đến chàng mã giám sinh đúng không ạ những các em đã học ở những tiết học trước cô đã giảng rất là kỹ rồi và cũng cái ví dụ như thế này thì chúng ta thấy là nó chuyển nghĩa theo phương thức đó là phương thức hoán dụ bởi vì lấy bộ phận để chỉ toàn thể ạ ngoài ví dụ này ra thì chúng ta thấy là trong đời sống hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều những cái phương thức sự phát triển nghĩa theo phương thức ẩn dụ và hoán dụ như là cái câu chúng ta vẫn nói hàng ngày đó là vai anh ấy rất là rộng và câu thứ hai là anh ấy có vai trong một vở kịch rõ ràng từ hai từ vai nhưng từ vai ở câu thứ nhất là được dùng với nghĩa gốc còn từ vai thứ hai là được dùng với nghĩa chuyển và chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ đấy là cô lấy ví dụ để cho các em rõ hơn về cái phương thức chuyển nghĩa như thế này Vậy bên cạnh sự phát triển về nghĩa thì sự phát triển về số lượng chúng ta phát triển trên những phương diện nào nữa? Các em cùng quan sát lên trên bảng cho cô giáo. Chúng ta phát triển về tạo từ ngữ mới và thứ hai là mượn tiếng nước ngoài. Vậy tạo từ ngữ mới cách làm như thế nào? Và làm các em quan sát lên trên máy chiếu cho cô giáo. Tạo từ ngữ mới đó là dựa trên cơ sở những từ có sẵn. Và đây chúng ta có hai cách tạo. Cách tạo thứ nhất đó là chúng ta tạo bằng phương thức lấy. Ở đây cô có từ tiếng gốc là từ xanh. Chúng ta sẽ lấy lại đó là xanh xanh hoặc xanh sao. Rõ ràng sắc thái nghĩa của từ xanh xanh và xanh sao nó đã khác hơn so với nghĩa của từ xanh. Hay trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng đó là từ đẹp. Thì cái chúng ta sẽ sử dụng tạo từ ngữ mới bằng phương thức lấy ví dụ đẹp đẹp hoặc đẹp đẽ thì rõ ràng từ đẹp đẹp hoặc đẹp đẽ sắc thái nghĩa của nó đã khác với nghĩa ban đầu của nó đó là từ đẹp. Ngoài phương thức này thì chúng ta còn có phương thức thứ hai nữa đó là phương thức ghép. Về phương thức ghép thì các em chú ý cho cô giáo, đó là chúng ta ghép các tiếng có sẵn. Cô lấy ví dụ ở đây đó là từ điện thoại di động hay từ điện thoại bàn hay là từ cơm bụi mà chúng ta vẫn sử dụng Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều những từ trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là từ đặc khu kinh tế, từ sở hữu trí tuệ, vân vân, rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta còn ghép theo mô hình là x cộng hóa hoặc x cộng trường. Thì các em chú ý vào đây, x ở đây là từ chúng ta có thể thay thế. Và chúng ta ghép tìm một từ ghép với những cái từ như là từ hóa hoặc từ trường để tạo thành một cái từ ngữ mới và đấy chính là làm phong phú thêm vốn từ tiếng Việt của chúng ta. Thế còn mượn tiếng nước ngoài của chúng ta thì mượn những ngôn ngữ nào? Các em cùng quan sát lên trên bảng cho cô giáo. Chúng ta đang mượn của hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ thứ nhất đó là mượn của tiếng Hán và thứ hai là mượn của ngôn ngữ ấn âu. Và trong bộ phận mượn này thì chúng ta thấy rằng mượn của tiếng Hán là chủ yếu và chủ yếu là tên người và tên địa danh. Cô giáo lấy ví dụ tên của cô giáo là tên là Hải, thì Hải có nghĩa là biển. Ngoài ra thì tên của các em ví dụ tên Thanh Sơn tên thủy hay là tên phương hay tên hiếu, thanh tâm vân vân đấy chính là mượn từ của tiếng Hán. Tên địa danh cũng vậy. Cô giáo lấy ví dụ chúng ta thấy là Hạ Long hay là Hà Nội thì chúng ta đã mượn cái tiếng Hán đấy làm cái tên địa danh của chúng ta để làm phong phú thêm cho vốn từ tiếng Việt của chúng ta. Ngoài bộ phận mượn của tiếng Hán thì chúng ta còn mượn ngôn ngữ của ngôn ngữ Ấn Âu của tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhất là trong thời kỳ mà chúng ta đang tiến hành hội nhập ngày nay thì việc mượn của các ngôn ngữ Ấn Âu như tiếng Anh và tiếng Pháp thì đã làm phong phú thêm cho vốn từ tiếng Việt của chúng ta rất nhiều. Như vậy là với bài học ngày hôm nay thì cô giáo đã khái quát lại cho chúng ta cái sự phát triển về từ vựng của tiếng Việt bằng một cái sơ đầu tư duy rất cụ thể. Và khi hoàn thiện được sơ đồ tư duy này rồi thì các em đã nắm được bài và nắm rất là chắc bài học ngày hôm nay. Vậy sự phát triển về từ vựng của tiếng Việt được phát triển trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất là phát triển về nghĩa và phương diện thứ hai là phát triển về số lượng. Về nghĩa thì có sự biến đổi về nghĩa và thứ hai là phát triển về nghĩa. Về phát triển về nghĩa chúng ta có hai phương thức đó là phương thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ. Về phát triển về số lượng thì chúng ta sẽ có cách đó là tạo từ ngữ mới và thứ hai là mượn từ của tiếng nước ngoài. Và trong mượn từ của tiếng nước ngoài thì đó là chúng ta mượn của tiếng Hán và thứ hai đó là mượn của ngôn ngữ Ấn Âu. Và cô yêu cầu các em về nhà hoàn thành cho cô cái sơ đồ tư duy này vào vở để là một cái phương pháp học tập rất là tốt để chúng ta làm nền tảng học để ôn thi trong chương trình thi trung học phổ thông tiếp theo. Vậy để giúp cho các em hiểu hơn về lý thuyết và biết vận dụng lý thuyết và làm bài tập thì chúng ta cô và các em cùng chuyển sang phần luyện tập. Cô có bài tập số 1. Ở bài tập số 1, các em quan sát lên trên bảng cho cô giáo. Vậy đứng trước yêu cầu của một bài, đứng trước bài tập như thế này thì điều đầu tiên các em phải làm gì ạ? Điều đầu tiên, chúng ta phải đọc kỹ yêu cầu của đề. Xem đề hỏi cái gì thì chúng ta sẽ trả lời cái đó. Cụ thể như với yêu cầu của bài tập 1 ở đây là đề yêu cầu chúng ta sẽ phải tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ chân và xem từ chân nào được dùng với nghĩa gốc và từ chân nào được dùng với nghĩa chuyển. Và nếu nghĩa chuyển thì chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ hay phương thức hoán dụ. Và cô sẽ cho các em 30 giây để các em làm cái đề này. Đây là một đề mang tính là tính nhận diện, đây là đề khá dễ với tất cả các em. Như vậy là các em đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Và ở đây cô có một số gợi ý, các em xem gợi ý của cô giáo có trùng với đáp án của các em ở dưới không ạ? Đây là gợi ý của cô giáo. Có các nghĩa của từ chân. Rõ ràng ở câu A, đề huề lưng túi gió trăng, sau chân theo một vài thằng con con. Thì từ sau chân ở đây rõ ràng là được sử dụng với nghĩa gốc, tức là chân là bộ phận của cơ thể con người. Nhưng từ chân thứ hai thì năm nay học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyển của trường đi dự hội khỏe phù động. Thì từ chân ở đây không còn là một bộ phận cơ thể con người nữa mà từ chân ở đây đã thành nghĩa chuyển và chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ. Có nghĩa là có một vị trí trong đội tuyển đấy ạ. Còn câu C, dù ai nói ngả, nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chúng ta chú ý từ ba chân đây. Và câu D, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Hai từ chân này chúng ta thấy đã được dùng theo nghĩa chuyển. Và chuyển nghĩa ở đây không phải theo phương thức hoán dụ mà chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ mà chúng ta vẫn thường làm những bài tập ở trên lớp đấy ạ. Đó là là một bộ phận cuối cùng của một cái đồ vật tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền. chúng ta lưu ý cho cô giáo ở cái ở câu C và câu D này. Chúng ta thấy rằng ở bài tập số 1 là sự phát triển của từ vựng theo phương thức hoán dụ và ẩn dụ được sử dụng rất nhiều trong văn chương cũng như trong lời nói hàng ngày. Và nếu trong quá trình chúng ta viết văn làm thơ mà chúng ta biết sử dụng một cách đắc địa những cái phương thức này thì văn thơ của chúng ta sẽ hay hơn và phong phú hơn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau sang bài tập số 2. Kem chú ý lên trên bảng nhìn cho cô yêu cầu của bài tập số 2. Xem bài yêu cầu chúng ta làm gì. À, bài 2 yêu cầu chúng ta là hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng các từ hội chứng, ngân hàng, sốt vua là những từ nhiều nghĩa điều đó có nghĩa là gì ạ có nghĩa là chúng ta phải đi tìm các nghĩa của cái từ hội chứng từ ngân hàng từ sốt và từ vua vậy để muốn tìm được chứng minh được nó là một từ nhiều nghĩa thì chúng ta phải đi tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển của những từ này với cái bài tập này thì cô với các em sẽ cùng nhau đi giải quyết cái bài này chúng ta sẽ làm từng ý một cụ thể từ hội chứng từ hội chứng nghĩa gốc của nó là gì ạ? Từ hội chứng ở đây, nghĩa gốc của nó là tập hợp nhiều triệu chứng cùng xuất hiện của bệnh tật. Như chúng ta thường lấy ví dụ như là thường nói là hội chứng viêm đường hô hấp cấp đấy ạ. Nhưng nghĩa chuyển của từ hội chứng là được dùng theo nghĩa nào ạ? Đó là tập hợp nhiều hiện tượng, sự kiện biểu hiện một tình trạng, một vấn đề xã hội xuất hiện ở nhiều nơi và cái này chúng ta vẫn thường nghe uh, trong cái lời nói hàng ngày của chúng ta ví dụ như là hội chứng thất nghiệp ấy, hội chứng lạm phát ấy, đấy là cái từ mà uh, được dùng theo nghĩa chuyển của từ hội chứng từ thứ hai đó là từ ngân hàng từ ngân hàng ở đây nghĩa gốc của nó được sử dụng đó là một tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quản lý các nghiệp vụ về tiền tệ và tín dụng mà chúng ta vẫn thường nghe đó là ngân hàng sacombank và ngân hàng Agribank. Nhưng nghĩa chuyển của từ ngân hàng thì lại được hiểu theo nghĩa đó là kho lưu trữ những thành phần, những bộ phận của cơ thể để sử dụng khi cần thiết. Về cái nghĩa chuyển này chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy khi chúng ta vào bệnh viện, ấy, chúng ta thấy bác sĩ thường nói là ngân hàng máu hay ngân hàng gen ấy ạ thì đấy chính là những cái được dùng theo nghĩa chuyển. Và nghĩa chuyển thứ hai là tập hợp dữ liệu liên quan tới một lĩnh vực hay một tổ chức nào đó thì chúng ta vẫn thường sử dụng hay các thầy cô vẫn thường làm một số đề và các thầy cô gọi đó là ngân hàng đề thi ạ để khi dùng thì các thầy cô lấy ra một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Tương tự như vậy chúng ta có từ sốt. Từ sốt nghĩa gốc của nó là tăng nhiệt độ cơ thể lên quá mức bình thường do bệnh tật. Nhưng nghĩa chuyển của nó là sao ạ? Nghĩa chuyển của nó là trạng thái đột ngột với nhu cầu khiến hàng hóa trở lên khan hiếm và giá cả tăng nhanh. Cũng như trong xã hội của chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có một thời gian, có một thời kỳ ở đâu đó chúng ta thấy là cơn sốt đất lên rất cao. Vậy từ sốt ở đây đã được hiểu theo nghĩa chuyển. Hay là chúng ta đang trong à, về mùa dịch của Covid-19 thì ở một vài tuần gần đây chúng ta thấy có một số gia đình thường tích trữ lương thực, thực phẩm và điều đó đã khiến cho nhu cầu hàng hóa trở lên khan hiếm và giá tăng nhanh. Và điều này là chúng ta không nên làm, vậy các em về nhà tuyên truyền cho những người thân và những người xung quanh là chúng ta không nên làm những điều như thế, khiến cho hàng hóa tăng lên một cách, làm cho hàng hóa khan hiếm và giá cả tăng nhanh. Và cuối cùng đó là từ vua. Từ vua, nghĩa gốc của từ vua đó là người đứng đầu nhà nước, đứng đầu toàn dân để cai trị thời phong kiến. Nhưng nghĩa chuyển của từ vua đó là người được coi là nhất trong một lĩnh vực nhất định và thường là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghệ thuật hoặc thể thao. Hay chúng ta vẫn thường nói cái câu mà các em thường mê bóng đá đấy ạ, các em nam của chúng ta thường mê bóng đá đúng không? Pele là vua bóng đá. Vậy đấy là một cái cầu thủ rất là giỏi về bóng đá mà chúng ta nói luôn đó là một người rất là giỏi về một lĩnh vực. Và đây chính là nghĩa chuyển của từ vua. Như vậy qua bài 1 và bài 2 thì chúng ta thấy nghĩa chuyển của từ ngữ đều được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc và có quan hệ với nghĩa gốc và cùng tồn tại song hành với nghĩa gốc. Đây là một minh chứng để chứng minh cho sự phát triển từ vựng của chúng ta. Cô và các em hãy cùng nhau sang bài số 3. Các em quan sát lên cho cô giáo bài 3. Bài 3 đó là tìm mô hình có khả năng tạo từ ngữ mới như kiểu x cộng tạc. Bài này ở đây là chúng cô cố tình đưa lên để chúng ta có thể sử dụng bài này làm một trò chơi. Nếu từ x ở đây là chúng ta có thể thay. Nếu như em nào tìm được nhiều từ ghép với từ tạc theo kiểu mô hình như thế này thì em đó thắng. Và ở đây cô có một vài gợi ý để chúng ta có thể sử dụng để làm trò chơi các em nhé. Ở đây, cô có từ x cộng nghiệp, chẳng hạn như là nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp và ngư nghiệp. Rõ ràng chúng ta có thể tạo ra rất nhiều từ mới. Từ thứ hai là từ x cộng viện, như là thư viện, học viện, bệnh viện, thẩm mỹ viện và ảnh viện. Từ thứ ba đó là từ x cộng hóa thì chúng ta thấy có oxy hóa, lão hóa, công nghiệp hóa, thương mại hóa và hiện đại hóa. và rõ ràng theo mô hình này thì chúng ta thấy tiếng Việt của chúng ta cái tạo từ ngữ mới của chúng ta làm cho tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú và đa dạng. Chúng ta sang bài số 4. Ở bài số 4 yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? À, bài số 4 yêu cầu chúng ta tìm 5 từ ngữ mới được dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa của những từ đó. Ở đây chúng ta có thể khẳng định rằng xã hội của chúng ta ngày càng phát triển, vì vậy cái từ ngữ của chúng ta cũng không ngừng phát triển theo cái sự phát triển của xã hội. Vì vậy, không phải là năm từ mà chúng ta có thể 10 từ, 20 từ các em cũng có thể sử dụng được. Và trên đây là một vài gợi ý của cô giáo mà chúng ta thường sử dụng gần đây. Từ thứ nhất đó là từ thương hiệu là nhãn hiệu hàng hóa được người tiêu dùng biết đến trên thị trường. Từ thứ hai là từ cầu truyền hình là hình thức xem truyền hình tại chỗ và có thể đối thoại trực tiếp với nhau thông qua camera hoặc các khoảng cách xa. Từ thứ ba là từ đa dạng sinh học là phong phú về gen, về giống loài, sinh vật trong tự nhiên. Và từ thứ tư là đường cao tốc, là đường được thết thiết kế riêng cho phép xe chạy với tốc độ cao. Và từ thứ năm đó là từ thư điện tử, là thư được gửi qua mạng Internet. Vậy về nhà các em sẽ tìm cho cô nhiều từ hơn nữa và ghi vào vở để hôm sau cô giáo sẽ kiểm tra bài của các em. Như vậy qua bài 3, bài 4 cô đã khắc sâu kiến thức cho các em về sự phát triển của từ vựng về số lượng của từ. Và tiếp theo thì cô cùng các em sang một bài tập rất là thú vị, đó là bài số 5 bài số 5 đã được trích trong hai câu thơ nổi tiếng của bài thơ viếng lăng bác của tác giả viễn phương ngày ngày mặt trời đi qua trên năng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ và yêu cầu của bài tập này là gì ạ kem nhìn lên yêu cầu của bài tập người ta yêu cầu là từ mặt trời trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phương pháp tu từ từ vựng nào và có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành từ nhiều nghĩa được không vì sao nếu xét về tính chất của đề thì đây là một đề rất hay nhưng hơi khó và với dạng đề này các em sẽ gặp rất nhiều trong cái phần câu hỏi đọc hiểu ở thi trung học phổ thông của tỉnh hưng yên của chúng ta hoặc một vài tỉnh lân cận nếu như các em làm tốt được cái đề này thì tức là các em sẽ làm tốt được cái phần câu hỏi đọc hiểu của phần thi trung học phổ thông. Vậy với bài này chúng ta cùng nhau giải quyết thế nào ạ? Cái này chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra bởi vì cái từ mặt trời trong câu thơ thứ hai chúng ta biết ngay được đó là sử dụng với biện pháp tu từ ẩn dụ và chỉ bác hồ ạ. Tại sao lại chỉ bác hồ ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy nếu mặt trời đi qua trên lăng nó là mặt trời của tự nhiên vẫn mang lại ánh sáng cho con người và vạn vật thì Bác Hồ của chúng ta cũng được ví như mặt trời, đã đem lại độc lập tự do và no cơm ấm áo cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Và với cách dùng từ mặt trời để chỉ Bác Hồ trong trường hợp này là một cách dùng rất sáng tạo và độc đáo của tác giả. Vì thế từ mặt trời trong trường hợp này không phải là từ nghĩa gốc được chuyển thành nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ. Trường hợp này các em phải thật sự chú ý vì rất dễ nhầm và trường hợp này là nghĩa chuyển chỉ mang tính chất tạm thời mà không có trong từ điển và nó chỉ có giá trị trong ngữ cảnh này thôi ngoài ngữ cảnh này ra thì từ mặt trời không có nghĩa như thế nữa và cô sẽ lấy cho các em ví dụ cũng là từ mặt trời trong bài hát trong bài thơ khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ cũng có từ mặt trời như vậy mặt trời của bắp thì nằm trên đồi mặt trời của mẹ em nằm trên lưng nhưng từ mặt trời ở câu thơ thứ hai thì không phải là bác Hồ như trong phần này ạ. Đó là chỉ em bé. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta phải bám vào ngữ cảnh, vào văn cảnh của lời nói thì chúng ta mới có thể hiểu được cái sự phát triển của từ vựng, cái sự biến đổi từ như thế nào. Hay cô còn một cái ví dụ nữa cần lưu ý với tất cả các em. Chúng ta đã học cái đoạn trích Mã Giám Sinh Mua Kiều, trích truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Có câu thơ đó là Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng thế thì từ thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng nó cũng sẽ rất giống với từ mặt trời trong ngữ cảnh này rất giống với từ mặt trời trong trường hợp này đó là thúy kiều đã đẹp thì khi bước ra thì cái bước chân của người đẹp cũng đẹp và cái giọt nước mắt của người đẹp cũng đẹp rõ ràng từ hoa nó chỉ đẹp trong cái văn cảnh đó thôi ạ à. và đây chỉ được coi là hiện tượng chuyển nghĩa tạm thời chỉ có trong văn cảnh đó còn ngoài ra văn cảnh khác từ hoa đó không có nghĩa. Và cô lưu ý cho các em dạng bài tập này, các em thật sự tập trung vào bài này. Ngoài năm bài tập mà cô cung cấp cho các em thì cô cũng đã chuẩn bị cho các em một số bài tập tự luyện. Cô cung cấp cho các em 4 bài tập tự luyện. Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Trong bốn bài này, các em chú ý kỹ cho cô giáo bài số 3 và bài số 4. Ở bài 3, vì sao tên các địa danh, tên người lại là những từ Hán Việt? Ví dụ như tên của cô và tên của tất cả các bạn. Tên các địa danh như cô vừa nói thì đều sử dụng từ Hán Việt. Các em đã có câu trả lời chưa ạ? À có rất nhiều bạn đã có ý kiến đúng không ạ? Đã có câu trả lời về nhà các em ghi ra vở cho cô giáo. Ở bài số 4 thì theo em từ vựng của một ngôn ngữ có thể thay đổi được không? và vì sao câu này chúng ta có thể khẳng định rằng xã hội của chúng ta ngày càng phát triển thì từ vựng của chúng ta cũng sẽ ngày càng phát triển không ngừng theo sự phát triển của xã hội để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như vậy là bài học ngày hôm nay nó đã giáo dục cho chúng ta điều gì các em ạ à, bài học ngày hôm nay đã giáo dục chúng ta phải có tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, qua việc yêu cái tiếng Việt của chúng ta, yêu từ vựng của chúng ta và giáo dục chúng ta phải có trách nhiệm đối với sự giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta phải biết tự hào, chúng ta phải biết trân trọng, giữ gìn và phát huy tiếng Việt để làm cho tiếng Việt của chúng ta ngày càng giàu và đẹp hơn nhất lại là trong thời kỳ sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay có rất nhiều em đã sử dụng mạng xã hội nhưng mà lại nhắn tin bằng các cái từ ngữ mà làm méo mó đi sự trong sáng của tiếng việt hay là chúng ta mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài nhưng chúng ta vẫn chưa có ý thức vậy thì chúng ta phải làm sao mượn nhưng phải hòa nhập nhưng mà không hòa tan có như vậy thì tiếng việt của chúng ta mới có thể phong phú và đa dạng và ngày càng giàu đẹp được các em ạ Bài học tiếng Việt của chúng ta, các bài tập về dạng uh, sự phát triển của từ vựng còn rất nhiều. Nhưng mà do thời lượng uh, tiết học của chúng ta không dài, cho nên bài học của chúng ta tạm dừng ở đây và cô mong rằng vào ngày hôm nay các em về nhà học bài và làm bài đầy đủ vào vở cho cô giáo. Rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và đạt điểm tốt trong kỳ thi vào trung học phổ thông sắp tới xin chào và hẹn gặp lại các em